Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai cho anh em muốn uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà cột cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi. Thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi. Thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi. Thà chột mắt mà được vào nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi giòi bò không hề chết và lửa không hề tắt. Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thế, ướp như thể ướp bằng muối. Muối là cái gì tốt, nhưng muối mà hết mặn thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em và sống hòa thuận với nhau. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa cộng đoàn phụng vụ, lời Chúa ngày hôm nay nhắc cho mỗi người chúng ta biết sống làm gương sáng cho nhau. Làm gương sáng từ lời nói cho đến việc làm, làm gương sáng qua cung cách sống của mỗi người chúng ta. Khi mà mình sống hay là mình nói lời chân thật, lời ngay thẳng, đó là một cách mình dạy cho con cháu của mình sống đạo. Khi mà chúng ta sống chân thật, ngay thẳng, công bằng, sống những giá trị của nước trời mà Chúa đã dạy, thì đó là cách chúng ta đã sống tin mừng và làm gương sáng cho những người khác. Thưa anh chị em, bổn phận của chúng ta làm gương sáng là một việc, là một bổn phận rất quan trọng trong đời sống ngày hôm nay. Chúng ta là những người lớn rồi, những ông bà, những bố mẹ, những anh chị ở trong gia đình, và qua cách sống của mình để cho tất cả mọi người từ trong gia đình của mình đến những người ngoài sống được những điều mà Chúa muốn. Và như tin mừng ngày hôm nay nói, đó chính là sống bác ái. Anh chị em ở đền Thánh Martin này thường xuyên đến đây thì thấm nhiễm tinh thần bác ái của Thánh Martino rồi. Thế nhưng Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta nữa là hãy giữ cái bác ái ấy trong tâm hồn của chúng ta, trong đời sống của mình, như là giữ muối ở trong cuộc đời. Muối nó làm cho cuộc đời của chúng ta thú vị và có ý nghĩa. Ở trong bài đọc 1, chúng ta thấy Thánh Giacôbê nói rằng tiền lương các thợ gặt kêu lên oán trách, và tiếng kêu đã thấu đến tai Đức Chúa. Bởi vì sống không công bằng, sống không bác ái với nhau, và tiếng kêu của người nghèo, tiếng kêu của những người mà bị áp bức đó, Chúa sẽ nghe và Chúa sẽ phân xử cho họ.
Ước gì mỗi người chúng ta ngày hôm nay qua cách sống của mình luôn luôn sống những giá trị của nước trời, luôn luôn làm được những việc tốt. Mà như con vẫn nói với người dân tộc, người địa phương ở Kon Tum, đó là làm gương sáng cho nhau, làm gương sáng qua cách sống của mình, từ lời nói đến việc làm. Có lẽ cha chủ tế lúc đầu giới thiệu con ở Kon Tum, cho nên có thể anh chị em cũng mong muốn biết gì đó về Kon Tum. Con chỉ nói một điều về trước đây ở trên kia thì nghe bà con đến viếng mộ cha Thanh nhiều lắm, cả ở trên kia cũng thế, đến cái nơi đến cái nơi mà cha Thanh bị sát hại đó, đó là tấm lòng. Và có lẽ đó cũng là bổn phận của chúng ta, cầu nguyện cho nhau, sống liên đới với nhau. Và cũng xin cộng đoàn hiệp ý với anh em Đạo Minh ở Kon Tum, hiệp ý với tỉnh Dòng, hiệp ý với giáo phận Kon Tum, ngày mùng 1 tháng 3 sẽ có lễ cầu hồn cho cha Thanh ở tại giáo xứ Kon Tha Bang.